Hãng xe Mazda vừa tung ra một đoạn video ngắn nhá hàng mẫu SUV hoàn toàn mới, đó là CX-50. Đồng thời, thương hiệu này cũng xác nhận thời gian ra mắt chính thức mẫu xe Mazda CX-50 sẽ vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Mazda lần đầu xác nhận mẫu SUV mới CX-50 trong một thông báo đưa ra hồi tháng 10. Bên cạnh một loạt mẫu SUV mới khác gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90, Mazda CX-50 sẽ thuộc nhóm sản phẩm cỡ nhỏ, chia sẻ nền tảng với Mazda 3 và CX-30. Theo đó, Mazda CX-50 sẽ sử dụng cùng một nền tảng dẫn động cầu trước và cũng được cung cấp hệ dẫn động cầu AVKD. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ xăng 2.5 lít tăng áp cho công suất tối đa 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 434 nanomet. Mazda CX-50 được thiết kế riêng cho thị trường Bắc Mỹ, với quá trình sản xuất bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 tại nhà máy liên doanh Mazda Toyota ở Huntsville, Alabama. Trái với tin đồn từ trước đó, mẫu SUV Mazda CX-50 2022 mới sẽ không thay thế cho đàn anh CX-5 như tin đồn, mà CX-50 sẽ là một phiên bản mới hoàn toàn trong dòng SUV cỡ C của hãng xe Nhật Bản. Nằm bên trong Mazda CX-50 2022 là cơ sở gầm bệ dùng chung với hai người anh em C30 và Mazda 3. Ngoài ra, Mazda CX-50 còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tin đồn về việc hãng Mazda tung ra mẫu SUV mới mang tên CX-50 đã xuất hiện trong làng ô tô thế giới từ vài năm trước. Tuy nhiên, phải đến tận bây giờ, hãng Mazda mới chính thức xác nhận thông tin này. Theo thông tin được đăng trên trang web chính thức của Mazda Mỹ, thì hãng sẽ mở rộng dòng sản phẩm của mình trong thời gian từ nay đến năm 2023. Mở đầu cho kế hoạch này chính là màn ra mắt của Mazda CX-50 hoàn toàn mới trên toàn cầu. Theo kế hoạch, vào ngày 15 tháng 11 này, Mazda CX-50 sẽ chính thức được giới thiệu và bắt đầu được sản xuất từ tháng 1 năm 2022 tại nhà máy mới ở Huntsville, bang Alabama, Mỹ. Đây là nhà máy của liên doanh Mazda, Toyota và mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 10 vừa qua. Tuy ra mắt toàn cầu nhưng tạm thời, Mazda CX-50 2022 sẽ chỉ dành cho thị trường Mỹ. Rất có thể Mazda CX-50 2022 chính là phiên bản mang kiểu dáng Land Cruiser, phong cách hơn so với phiên bản cư xá 5 thế hệ hiện tại. Sau CX-50 2022, hãng Mazda sẽ tiếp tục tung ra thị trường mẫu SUV 3 hàng ghế mới mang tên cư xá 90 nhằm thay thế đàn anh cư xá 9. Thêm vào đó là mẫu SUV 2 hàng ghế mới Mazda CX-70. Theo Mazda, cả hai mẫu SUV mới này đều sở hữu thân xe rộng để phù hợp với các con đường ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, khác với CX-50, cả Mazda cư xá 90 và cư xá 70 đều được bán ở những thị trường ngoài nước Mỹ. Ngoài ra, Mazda cư xá 90 và cư xá 70 còn khác CX-50 ở hệ dẫn động cầu sau. Tin đồn về việc hãng Mazda trang bị hệ dẫn động cầu sau cho xe SUV của mình cuối cùng cũng sẽ trở thành sự thật. Được biết, cả 3 mẫu SUV mới của Mazda ở thị trường Mỹ đều dùng động cơ xăng 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. Và cả 3 mẫu xe này còn có cả phiên bản Plug-in Hybrid tiết kiệm xăng. Không chỉ mở rộng dòng sản phẩm ở Mỹ, hãng Mazda còn làm điều tương tự với các thị trường khác. Theo đó, trong thời gian tới, hai mẫu SUV mới mang tên Mazda cư xá 62 hàng ghế và cư xá 83 hàng ghế cũng sẽ được tung ra thị trường châu Âu, Nhật Bản cũng như các thị trường khác trên thế giới. Ở châu Âu, hai mẫu xe này sẽ dùng động cơ xăng và diesel 6 xi lanh thẳng hàng thế hệ mới. Bên cạnh đó là các loại động cơ 4 xi lanh và plug-in hybrid khác. Chưa dừng ở đó, hãng Mazda còn lên kế hoạch bán động cơ cỡ lớn hơn với sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid ở thị trường châu Âu. Tại Nhật Bản, hãng Mazda sẽ tung ra SUV cỡ lớn hơn với động cơ diesel 6 xi lanh thẳng hàng, kết hợp với hệ thống mild hybrid. Hệ truyền động hybrid diesel điện cũng sẽ được dùng cho SUV của Mazda tại Nhật Bản. Salon ô tô Đức Thiện chuyên kinh doanh các loại ô tô đã qua sử dụng từ 4 đến 16 chỗ. Địa chỉ: số 10 Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912 252 526, 0904 366 006, 0983 068 828. Chúng tôi cam kết mua ô tô giá cao, bán ô tô giá hợp lý, bảo hành chất lượng cho tất cả ô tô đã bán. We'll be right back.